triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhiều chính sách hỗ trợ đã có hiệu lực và đem lại lợi ích ngay lập tức cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, yếu tố hỗ trợ nhanh, khẩn cấp và một số chính sách được thiết kế mang tính chất bối cảnh đã được triển khai ngay là những điểm nổi bật của nghị quyết này. Ghi nhận tại Đà Nẵng. Đơn cử như việc giảm 2% thuế VAT đi vào cuộc sống ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán được các tổ chức nghiên cứu quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá cao. Cái giá từ 10% xuống 8% thì nó rơi vào đúng ngày mùng 1 Tết. Và lúc đó thì ngày mùng 2 là tất cả các siêu thị trên toàn quốc mở cửa. Vì vậy chúng tôi phải có những cái chiến dịch trước để mà làm sao trong vòng 1 ngày đến 2 ngày là chúng tôi phải triển khai hết tất cả thay đổi giá bảng biểu cũng như là những cái banner bảng hiệu để thông báo cho khách hàng biết là họ đang hưởng được cái sự chính sách tốt nhất từ chính phủ. Chính sách này phần nào giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng khi chi phí kinh doanh đang có dấu hiệu gia tăng do biến động trên thế giới. Thiết nghĩ là với cái mức giảm như vậy thì các cái nhà bán lẻ, các nhà cung cấp, các nhà sản xuất ở tại Việt Nam sẽ cố gắng làm sao để mà có thể là bình ổn cái giá một cách có thể tốt nhất để mà có thể tăng được cái sức mua. Theo cơ quan thuế, trong 5 tháng đầu năm, thực hiện chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí trong chương trình phục hồi đạt 22.600 tỷ đồng, đạt khoảng 35% hợp phần trong chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tại Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố cho biết, các chính sách hỗ trợ về thuế sẽ làm giảm khoảng 1.800 tỷ đồng số thu nội địa toàn thành phố năm 2022, cũng đồng nghĩa người dân, doanh nghiệp có thêm một khoản tài chính quan trọng để phục hồi kinh tế. Trong đó là ví dụ cái phần mà giảm 2% cái thuế suất thuế tăng cũng ảnh hưởng giảm thu khoảng trên 600 tỷ. Đối với xăng, dầu giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường so với cái mức thông thường thì cũng dẫn đến giảm hơn 600 tỷ. Thế rồi cái giảm về 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Thế và một số các cái chính sách khác thì giảm làm giảm cái nguồn thu khoảng trên 1.800 tỷ. Với thời hạn thực hiện trong năm 2022 và 2023, nhưng nghị quyết 11 của Chính phủ lấy yếu tố hỗ trợ nhanh, khẩn cấp và một số chính sách được thiết kế mang tính chất bối cảnh triển khai ngay vào thực tiễn, như chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với nhóm trẻ tư thục, hay các chương trình cho vay thông qua ngân hàng chính sách xã hội, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế. Sau khi nhận chủ trương từ Trung ương vào ngày 26 tháng 4, thì chúng tôi đã chỉ đạo từ thành phố đến quận huyện là tập trung triển khai ngay theo cái quy định, thì là đối với những khoản vay trực tiếp thì sau 30 ngày, trong vòng 30 ngày giải ngân thì ngân hàng chúng tôi sẽ kiểm tra trực tiếp các khách hàng vay vốn về vấn đề sử dụng vốn vay. Và đối với các chương trình cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội thì các tổ chức chính trị xã hội cũng trong vòng 30 ngày cũng phải tập trung triển khai kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Như vậy về tất cả các đối tượng lần này cho vay đều đảm bảo đúng theo các quy định của Nghị quyết 11 Chính phủ đã ban hành. Trong Nghị quyết 11, chính sách cấp bù lãi suất và bố trí vốn cho các dự án được xem là bài toán khó nên có độ trễ là điều tất yếu. Với quy mô hơn 40.000 tỷ, tương đương hỗ trợ lãi suất cho khoảng 2 triệu tỷ đồng tín dụng trong 2 năm, đòi hỏi các cơ quan tham mưu phải tham vấn rộng rãi ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp. Đầu tháng 5, Nghị định 31 và Nghị định 36 đã được Chính phủ ban hành. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tư 03 để hướng dẫn cụ thể. Thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản chỉ đạo cho các ngân hàng thương mại hướng dẫn cho các cái cán bộ công nhân viên của đơn vị mình mà trực tiếp thực hiện cái chính sách này thì phải nắm vững các cái quy định nội bộ cũng như là các cái nội dung quy định trong Nghị định 31 và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và trên cơ sở đó chúng ta có cái hướng dẫn với khách hàng để cho họ hiểu, nắm bắt và thực thi cho đúng tất cả các cái chính sách của nhà nước. Theo các chuyên gia kinh tế, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa từng có tiền lệ cả về mặt xây dựng chính sách và thực tiễn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chỉ trong vòng 2 tháng, nghị quyết được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có 3 công điện đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương bảo đảm tiến độ công việc được giao. Các chỉ đạo của Thủ tướng rất cụ thể, giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cơ quan và thời hạn cụ thể phải hoàn thành. Và đến nay, tất cả các hợp phần trong chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ đã chính thức đi vào cuộc sống.